Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh NT Mobile. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến với một cái em, đó chính là rồng điện. Wow, con này đó thì có một cái thân hình khá là dài. Và mình sẽ nâng cho nó lên một cái tầm level cao cao một chút xíu để có thể để đi đại chiến cho các bạn xem. Wow, và các bạn ơi, các bạn có cái tên nào hay có thể comment vào bên dưới nha, để mình sẽ đổi tên cho cái bé này. Tạm thời thì chắc có lẽ là mình sẽ đổi tên cho nó là Robot Bay ha, hay là rồng bay nhỉ. Rồi, rồng robot. Đó, tạm thời là vậy hen. Và bạn nào có cái tên nào hay hay thì chia sẻ với mình với. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử mang chú ấy đi đại chiến cho vui nha. Action, bước vào khu vực trong arena và chúng ta sẽ đi bắt xe nhẹ với những thành viên trong đây. Ở đây thì những bạn này đều khá là đẳng cấp luôn. Wow. Tình huống như vậy thì mình sẽ nhờ đến chiến binh băng giá và chúng ta sẽ bật cái chiêu đam khổng lồ của mình lên. 19.000. Nhịp Conan đang cố gắng thể hiện 17k máu vừa rồi đi. Wow, cũng khá là thú vị. Mình tin rằng robot của mình có thể đam lên trên. Oh my god, không đủ đam các bạn à. Đắng lòng dễ sợ luôn. Khi bạn ấy đam thì chỉ nở tới 10.000 thôi, mặc dù đã level 25 rồi và lại gần đây Z4 hệ. Như vậy thì cũng không sao. Biết được sức mạnh của chú ấy thì mình sẽ hỗ trợ chú ấy tốt hơn. Rồi, ở đây thì mình sẽ cưa một cái. Đó, tiếp theo thì mình nghĩ là 4.500, chắc có lẽ là chú ấy sẽ hạ được đối phương. Ô khoan khoan, còn con này nữa, nó ra nó cưa mình cái chết hoang mạng man. Tới luôn các bạn à, mình không sợ bé đó đâu. Đó, bạn này 25 đừng có đam với mình nha. Ôi trời ơi, mình nghĩ là tay bạn không đủ đam với mình, nhưng mà ai ngờ đâu là nó đẩy mình là lên bờ xuống ruộng luôn. Wow, làm cho cái bé yêu của chúng ta đã phải hy sinh rồi. Như vậy thì rất là ức chế, nhưng mà không sao. Tên bạn có Ratun 2 sao, mình thì 3 sao, Legend Daisy level 30 1 sao. Thôi nhận các bạn ơi, đội hình này nó cứng hơn mình. Nó cứng hơn mình cho nên nó quýnh mình là mình mớp liền. Đây rồi, đã tìm được một cái đội hình vừa phải với khả năng của mình. Mới vào để gặp được em Su tóc đỏ. Ô la la, 13.000. Su tóc đỏ có cái mỏ xinh xinh. Thử sức mạnh của đá quý xem. Dù sao level 32 nhưng mà đam thì thôi rồi luôn. Hơi bị mất mặt chút xíu. Elliot. Wow, chắc có lẽ là con này mình phải cưa 3 lần mới hạ được. Rồi, còn 1.500 đúng không? Tới luôn các bạn à. Và đây. Rồi, ok, nhẹ nhàng. Level 35 và lượng máu lên tới 46k, cũng là một cái lượng máu khá luôn ấy. Chiến binh mặt trời sẽ đại diện. Bạn ấy là Mithy cho nên mình cũng không phải quá là âu lo. Đó, win nè. Hát tuyệt vời. Hai hit nghe. Bây giờ đến với thành viên thứ 3. Điểm số mình kiếm được đã lên tới 10.333 điểm. Chúng ta lại hy sinh hết một em nữa rồi. Lần này thì cho thần mặt trời đi. Để xem nào. Wow, mấy ca này cơ bộ khá khó. Khá là khó luôn. 5 sao các bạn. Rồi, đội hình này mình nghĩ chắc có lẽ là mình đủ bản lĩnh để có thể chiến đấu được. Tên bạn level 32, 34, 35. Đội hình của mình thì 235 và 130. Cũng tầm xem nhau.
Bé này mang miếng chanh ở trên đầu và lượng sát thương gây ra thì cũng không phải dạng vừa đâu. 15.000. Wow, còn võ bạn 5.200 kìa. Mình đã match chữ A cộng hết rồi, cho nên bây giờ tính ra cũng không còn phải luyện chiêu đâu. Willan hay còn gọi là lão già râu dài. Đây, mình sẽ đại chiến với chiến binh mặt trời nghe. Quy hiệu Mithy luôn nằm bên vai. Trời ơi, còn hai cái con chuột của bạn này cơ tay giống như là mình thấy giống như đồ bánh tét vậy man. Nó tròn vo. Nó u và nó tròn vo các bạn. Rồi, như vậy thì chắc có lẽ là mình sẽ đây, chiến binh giả đi. Chiến binh giá, chỗ này thiếu chữ băng nè. Ok, và đây là cái con nàng tóc đỏ nè. Không ổn rồi, 13.000. Mình gõ cái nữa nó không chết. À đây rồi. Quá tuyệt vời khi có bé thần mặt trời đang được ra. Nhưng mà ây cha, lại hy sinh nữa. 20 mấy k mà nó đam lên không nổi. Nó rén một chút xíu nữa thôi là chúng ta ok rồi. Và ở đây mình đang có một chiếc rương. Chiếc rương của chúng ta sẽ có cái gì đây? Wow, 35 mảnh Legend Daisy 4 hệ luôn. Ôi ôi, quá đỉnh các bạn à. Đôi khi có những ngày may mắn bất ngờ. Rồi, nãy giờ là mình chiến đấu nhiệt tình luôn. Bây giờ tới thần mặt trăng nha. Cấp E level 50. À, ca này có bộ căng. Nhận, vì người ta level cao hơn mình nhiều quá các bạn à. What? Level 70 luôn. Đấu mấy cái này là thôi bạn quýnh mình luôn đi, chứ mình quýnh gì nổi. Trời ơi, bây giờ chắc lẽ là nhờ tới cái khiên được rồi đó. Thở cái khiên còn 6 tiếng nữa hả? 6 tiếng nữa nó mới ra nổi cái khiên. Trong khi đó là địch đánh tới đích rồi. Oh my god. À, để mình tính toán xem con này chúng ta ăn nổi không. 2 sao level tới 46 lần quýnh không qua nổi. Trời ơi, hết game để có thể bỏ qua rồi. Bây giờ là chúng ta bật cái chế độ gọi là đại chiến luôn chứ không nói được. Nỗ lực lên. Level 35 thôi mà lượng máu tên bạn đã hơn mình rồi. 18.000. Đánh đấm kiểu này thì sao mà chịu nổi. 12, đó. Chơi giày mình mới chơi nè. Chúng ta me me nha các bạn. Chúng ta phải me me mấy cái con mà không có đam với mình mới đánh. Còn nó đam với mình là mình xách dép mình chạy trước liền. Đó, tiếp theo là thần trăng đi. Xong. Em này còn nhiều máu nên ra chịu đòn là việc đương nhiên. Trời ơi, nhưng mà đam to như vậy chịu gì thấu. 78.000 máu các bạn ơi. 4 sao. Con ông già thôi mà như vậy rồi. Làm sao đấu lại cái con 3 sao level 45 này đây. Thôi rồi lượm ơi rồi. Wow, để mình xem. Chắc có lẽ là mình không cầm cự nổi đội hình này rồi. Quá mạnh. Ây cha cha, chấp nhận hy sinh vậy. Mình đã phải hy sinh hết 3 em khá là mạnh mẽ của team. Rồi để mình kiếm đội hình khác coi. Cấp C nhìn tiếp. Thôi rồi luôn rồi. Đây mình còn baby tiểu thư. Lão già vẫn còn. Các NT tặng cháu. À, cái con này tính ra là nó mạnh lắm luôn nè mà mình chưa có luyện cho nó. À, bây giờ luyện thì chắc có lẽ không kịp rồi. Khá là tiếc.
Okay. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi, và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.